Foodbank Việt Nam ra đời là một dự án phi lợi nhuận chuyên về xóa đói giảm nghèo, nâng cao ý thức tiết kiệm và phòng chống lãng phí thực phẩm, hỗ trợ điều phối và kết nối nguồn thực phẩm tới các trung tâm, mái ấm, nhà mở và khu lao động nghèo, v.v. Dự án cũng nhằm xây dựng ngân hàng thực phẩm lớn để kịp thời ứng phó khi có tình huống khẩn cấp thiên tai xảy ra. Mình thấy rằng là khi mà nghe được cái chương trình của Foodbank, mình thấy là cái ý nghĩa nó sẽ lan tỏa rất là nhiều và có nhiều cơ hội, có nhiều cái đơn vị sẽ sẵn sàng hợp tác với mình. Foodbank Việt Nam được xây dựng như một kho lưu trữ thực phẩm mà phần lớn là thu gom từ nguồn dư thừa trong xã hội nhưng vẫn trong tình trạng tốt để sử dụng. Theo kế hoạch, hơn 4.000 người ở 10 trung tâm mái ấm, nhà mở ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cung cấp nguồn thực phẩm này. Chúng tôi muốn nâng cao cái nhận thức về cái hành vi của tất cả những người dân Việt Nam ta là hãy tiết kiệm thực phẩm, hãy biết sẻ chia và để xa hơn là chúng ta sẽ có một cái việc nữa là chúng ta bảo vệ cái nguồn tài nguyên. Theo thống kê của Tổ chức Lương nông Liên Hợp Quốc cho thấy, khoảng 1/3 thực phẩm trên thế giới bị hư hỏng hoặc bỏ đi trong quá trình vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, gây thiệt hại đến 940 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai thế giới về chỉ số lãng phí thực phẩm sau Trung Quốc. Vì thế, sự ra đời của Foodbank Việt Nam là thực sự cần thiết.